Xin chào tất cả các bạn. Tôi đang ở Mũi Dinh, Ninh Thuận. Và đây là một vùng đất đầy nắng và gió và rất lý tưởng cho việc luyện tập. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập bài tập đánh gió. Như chúng ta đã biết là não bộ của chúng ta không phân biệt được thực tế và tưởng tượng. Chính vì vậy bài tập này sẽ giúp cho các bạn giải phóng được tất cả những cái kỹ thuật mà chúng ta luyện tập hàng ngày. Khi mà chúng ta luyện tập bài tập này ấy, thì chúng ta hình dung một đối thủ ở trong không gian. Và chúng ta sẽ di chuyển, chúng ta sẽ tưởng tượng đối phương tấn công lên và chúng ta phòng thủ sau đó tấn công lên. Và một điều đặc biệt đó là bài tập này sẽ giúp cho các bạn giải phóng được tất cả những cái kỹ thuật mà các bạn luyện tập. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và bình an bên gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.